Xin chào mọi người, mình là Lam. Chào mừng các bạn đến với 1001 thủ thuật trên smartphone. Như các bạn cũng đã biết thì giao diện trên iPhone là một cái gì đó cực kỳ đặc trưng mà ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra được. Và chính vì cái sự đặc trưng đó cho nên là mỗi người dùng iPhone thì cũng sẽ thấy nó là tương tự như nhau, không có gì khác biệt cả. Nếu như mà bạn đã quá nhàm chán với cái màn hình khóa đặc trưng thì video này chính xác là dành cho bạn rồi. Trên màn hình đây là một cái màn hình khóa mà mình đã làm trước đó rồi á. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái màn hình khóa tương tự. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể tự sáng tạo cái màn hình khóa theo phong cách riêng của mình nè. Ok, không nói dài dòng nữa, vào video ngay thôi nào. Trước tiên thì các bạn phải chuẩn bị 3 cái app này cho mình nha. Đầu tiên là app shortcut. Đây là cái app mặc định trên iPhone cho nên là chắc chắn là cái điện thoại nào cũng có rồi đúng không nè. Thứ hai là app Widgetsmith. Đây là một cái app giúp cho các bạn có thể thiết kế cái widget theo sở thích của mình á. Thứ ba là app Pinterest. Cái app này thì các bạn có thể tải hay không đều được cả. Nó giúp cho bạn có thể tìm kiếm hình ảnh hay là logo cực kỳ dễ dàng luôn á. Đây là giao diện của ba cái app mà lúc nãy mình nói nè các bạn. Đầu tiên thì các bạn vào cái app Pinterest này cho mình nha. Đó, ở trên cái app này nó có rất nhiều cái ảnh đẹp và cute luôn nè. Thì bây giờ chúng ta bấm vào cái kính lúc này. Sau đó trước tiên thì chúng ta sẽ tìm cái logo để thay thế vào cái logo có sẵn trên máy nha. Các bạn chỉ cần tìm kiếm theo cái công thức mà mình nói thôi. Đó là cái tên của cái ứng dụng đó cộng với logo. Ví dụ như mình muốn tìm cái logo của YouTube thì chúng ta chỉ cần nhập là YouTube cộng với lại logo. Rồi bấm tìm nha. Đó, ở trên đây nó hiển thị rất là nhiều cái hình ảnh logo YouTube nè. Chúng ta chỉ cần chọn bất kỳ một cái nào đó. Sau đó bấm vào cái dấu ba chấm ở đây và tiến hành lưu về. Tương tự với những cái ứng dụng khác thì chúng ta cũng đều làm như vậy. Ví dụ như là mình sẽ chọn cái camera logo nha. Đó, nó cũng có rất nhiều cái mẫu luôn này các bạn. Thì tùy các bạn chọn thôi. Rất là nhiều màu luôn. Ở đây thì mình thích những cái màu pastel như thế này nè, cho nên mình chọn cái này nha. Rồi, lưu về. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn làm lần lượt những cái app còn lại trong điện thoại thôi. Xong rồi đó. Tiếp theo là các bạn vào cái app Widgetsmith này cho mình nè. Rồi, ở đây nó sẽ có ba cái chế độ như là Small, Medium và Large. Bây giờ các bạn vào cái Small này cho mình nha. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái chế độ. Ở bên đây nè, mình thì mình rất là thích xem giờ trên điện thoại á, cho nên là mình sẽ chọn cái đồng hồ ở đây này nha các bạn. Rồi ở đây nó có rất là nhiều cái kiểu đồng hồ khác nhau, tùy các bạn chọn thôi. Chỉ cần kéo xuống nè, mình thích cái kiểu này cho nên mình bấm vào cái này nha. Rồi bây giờ các bạn bấm qua bên đây nè, nó sẽ có nhiều cái màu khác nhau để có thể đồng bộ thì mình chọn cái hình này nha. Nếu như mà bạn thích cái tông màu như thế này nhưng mà không thích cái kiểu mặt đồng hồ như thế này á thì các bạn bấm vào đây nè. Rồi ở đây có rất nhiều cái kiểu đồng hồ đa dạng khác nhau luôn nè. Ví dụ như mà mình chọn cái này cho nó đẹp này nha. Ok, các bạn chỉ cần bấm save và lưu về thôi. Tiếp theo thì các bạn bấm cái Add Medium Widget này cho mình nha. Ở đây trước tiên chúng ta bấm vào cái photo này nè. Rồi bấm cái màu xanh xanh ở đây. Bây giờ thì các bạn chỉ cần chọn một cái tấm ảnh nào đó mà mình thích thôi. Ví dụ như ảnh này nha. Rồi bây giờ các bạn cứ căn chỉnh cho nó phù hợp nè. Có thể phóng to hoặc là thu nhỏ. Rồi căn chỉnh vị trí cho phù hợp nè. Sau đó thì mình tiến hành tách nền. Ở bên đây nè, bấm vào cái này. Xong rồi nè, bây giờ các bạn bấm vào cái chữ này nè. Kéo xuống dưới nó có rất nhiều cái màu nền khác nhau tùy cho mình lựa chọn đây nè. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn cái này nha. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần bấm save. Xong rồi đó. Cuối cùng bây giờ các bạn thêm một cái Small Widget này cho mình. Ở đây thì mình thường hay xem phần trăm của pin lắm. Nhưng mà cái màn hình điện thoại của mình thì nó sẽ không có hiện cái số phần trăm pin ở đây. Mình phải kéo xuống thì mình nhìn thấy nè. Cho nên là mình sẽ muốn nó hiển thị ở trên cái màn hình chính luôn. Thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng pin ở đây nè các bạn. Đó, nó có hai cái chế độ hiển thị nè, tùy các bạn chọn thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn cái này nè nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào đây. Ở đây mình sẽ tiến hành chọn màu cho nó nè. Ví dụ như cái này. Ngoài ra thì mình còn có thể chọn cái phông chữ cho phù hợp nè. Nó có rất là nhiều cái phông chữ luôn. Nhưng mà mình cảm thấy cái này là ok rồi cho nên là mình bấm save. Save. À các bạn ơi, ở ngay cái chỗ này lúc nãy mình thiếu thêm ngày tháng cho nên là bây giờ mình bấm vào đây nha. Sau đó cái mình tiến hành mình kéo xuống dưới đây nè. Nó sẽ có hiển thị những cái ngày tháng như thế này nè. Bây giờ thì mình chỉ cần chọn một cái bất kỳ mà mình thấy phù hợp thôi. Ví dụ như cái này nhá. Tại vì mình thấy cái chữ này nó bị lấn sang cái người của mình á, cho nên là mình sẽ bấm vào cái chỗ này nè. Rồi bây giờ mình chọn ở đây. Ở đây nó có rất nhiều phông chữ thôi, tùy mình lựa chọn thôi nè. Ví dụ như mình thấy cái này nó cũng phù hợp nè, nó cũng dễ thương nè các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành save. Ok, xong cái app này rồi nha. Bây giờ chúng ta vào ảnh nè. Lúc nãy thì mình đã có lưu một cái ảnh nền rồi. Mình thấy cái hình này nó cũng khá là phù hợp á, cho nên là bây giờ chúng ta tiến hành đặt ảnh nền cho cái này nha. Cái này thì chắc bạn nào cũng biết rồi cho nên là mình nói nhanh thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thoát ra. Bây giờ các bạn nhấn dựa vào cái màn hình này nè. Sau đó bấm vào dấu cộng ở đây cho mình nha. Ở đây thì các bạn chọn Widgetsmith. Thêm tiện ích cho mình nha. Thì lúc nãy mình có làm tới 2 cái small lần nè, lúc nãy chúng ta có 2 cái small nè, bây giờ chúng ta chọn một trong hai nha, ở đây nha. Ok, xong rồi nè, đó, nó hiện lên màn hình rồi nè các bạn. Thì mình thấy cái vị trí này phù hợp cho nên là mình để ở đây luôn. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành thêm một cái nữa. Ok, Widgetsmith. Rồi, bây giờ thì mình chọn sang cái medium này nha, thêm tiện ích nè, rồi bấm vào. Ở đây lúc nãy mình có chọn, cứ bấm vào đây thôi, nó hiện lên rồi nè. Bây giờ chúng ta cứ kéo vào những cái vị trí mà bất kỳ mà mình muốn thôi nè. Nice. Ok, xong, bây giờ còn cái cuối cùng nè. Bây giờ cứ làm tương tự như lúc nãy thôi. Rồi ok, giờ vào cái app cuối cùng này nha. Xong rồi các bạn bấm thêm tiện ích cho mình ở đây nè. Thêm. Giờ các bạn nhập cái từ mở ứng dụng. Tìm. Đó, ở đây nè. Bây giờ các bạn chỉ cần chọn một cái ứng dụng bất kỳ nào đó. Ví dụ như mình chọn ảnh đi nha. Rồi, bây giờ các bạn bấm vào cái xanh xanh này nè. Đó, thêm vào màn hình chính cho mình. Bây giờ các bạn chọn cái ảnh mà lúc nãy mình lưu về. Đây, cái ảnh nè. Đó, ok, chọn nha. Rồi, bây giờ các bạn đổi tên cho nó thành ảnh. Thêm. Đó, bây giờ nó đã hiện ra màn hình chính này nè. Chúng ta chỉ cần kéo qua, di chuyển tới cái vị trí mà mình thích thôi nè. Đó, thì để cho tiết kiệm thời gian cho nên là lúc nãy mình đã có làm sẵn những cái thêm tiện ích rồi. Cho nên là bây giờ mình chỉ còn sắp xếp nó ở những cái vị trí mà mình mong muốn thôi nè. Đó. Ok, xong rồi nè, ví dụ như bây giờ mình vào YouTube thì mình chỉ cần bấm vào đây thôi. Đó, nó sẽ hiển thị như bình thường rồi nè. Xong rồi đó nha. Ta-da, cuối cùng cũng hoàn thành rồi nè. Tuy là hơi tốn thời gian một xíu nhưng mà lúc mà các bạn nhìn thành quả thì thấy nó rất là khác biệt luôn đúng không nè. Kiểu như nhìn vào cái điện thoại của mình á, mình cảm thấy nó rất là có gu hơn á. Cho nên là nếu như mà bạn nào muốn thay đổi cái màn hình điện thoại của mình cho đẹp hơn thì các bạn hoàn toàn có thể thử cái thủ thuật này. Và cuối cùng thì đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh Bệnh viện Điện thoại 24h để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hữu ích hơn nha. Bye.